đây là chuyên máy sản phẩm mà chuyên máy các cũng làm sản phẩm ngành nhiều thế này sản phẩm bình thường xong phát hiện các bất thường và lên được các bất thường của nhóm xử lý nào thì là cái mà cơ bản là cần sản phẩm đây cái này sản phẩm thứ ba và khoa học các phần mà các hồi bị sốt chúng ta nhìn bệnh nhân cũng nhìn từ bệnh nhân giống nhất phía bệnh nhân cái này nó còn bệnh nhân là đổ nhìn ta bệnh nhân đổ nhìn ta nghĩa là bên trái chúng ta bên phải bệnh nhân đây bên phải đây bên trái nhưng đây là bên đây là chuyển cái này có bất thường đúng không cái này có bất thường có còn bệnh lý gì không cái này có bất thường đúng không số ba xếp khói bệnh lý gì mà thạch xuống biết có dịch số 5 có bất thường không ạ? Số 5 như số 6 không ạ? Toàn dịch lượng nhiều dịch. Số 7 cái này cũng rất cũng khó mà bởi vì các bạn là chưa đời nào đọc các bạn nhưng mà các bạn chỉ một chỉ hai hay cái ba và chưa đọc thì rất khó thì chúng tôi sẽ giải quyết cơ bản các vấn đề của các bạn chờ nó trong tôi đi chuyển vào phần trong bài số nội dung bài này còn có một số phần sau đây nhất là các cái gì một phần não thứ hai là tạo hình thứ ba là giải phẫu bốn là phân tích phim năm một số bệnh lý chúng ta có thể gặp ngày cái cách làm kết quả là của cái cường của về kỹ thuật thì rất nhiều kỹ thuật được xóa và cũng vẫn thường hiện nay thì được gọi là kỹ thuật say đậm nhất là từng năm chụp miên từng đường một số thể chụp tiếp tuyến chụp thì tiết cao thời gian và chúng mình hay gọi say đậm nhất các bạn là từng năm chụp chúng coi thì ngày khoảng 2006, 2008 thế cái này thì cũng đoạn đó cũng là khoảng ngàn cái thế cổ thì cái đỉnh cao lần của khoảng 700 và khoảng 300 là cái nằm của cái đại cái đại cái tuyến thế đỉnh của thay đổi tiếp là một cái thẳng cái này cũng vậy cái nào là đỉnh cái nằm cái nào là kỳ dây các bạn đây là cái thằng đỉnh mà chúng ta thường là chụp sau đứt hay gặp nhất dùng cho bạn đi vào cảm sức khỏe thường bạn sẽ dùng tiên tức là cụ nói bộ liên quan giữa cái đầu đèn tiên và cái người bệnh nhân phía sau hay là phía trước và cái điểm thì hệ thống thu hình đầu đèn tiên sau trước bệnh nhân hệ thống đầu đèn và thẳng hay là nghiêng này thì đề thuộc vào các bạn tán của bạn nhân rồi mặt bằng tán của bệnh nhân thì vô gấp tiên và vô gấp mặt bằng tán thì tôi gọi là đứng và thẳng còn mà sắp sau mà phần tán thì tôi gọi là niên còn thể mà cắt cũng gọi là chết thì đây là thể thẳng đứng mà sau trước bởi vì tiên từ số lượng bệnh nhân ra phía trước và đến hệ thống tim thẳng nằm trước sau bởi vì chúng ta có sau trước và tiên ở phía trước bệnh nhân ra phía sau để tim đó là cái tôi gọi thẳng thẳng là mặt bằng vuông góc với là mặt bằng tán là tiên cái thứ hai là đầu tiên bệnh nhân tư thế đứng đây là tư thế nằm PA nghĩa là sau trước thì từ sau trước à, tại sao người ta chụp trước sau chụp sau trước các bạn trước sau gì hơn các bạn đứng gì hơn các bạn chúng ta hay nói là chúng ta hít sâu vào hít thở chụp lại vào cũng như thế này à, có nhiều lý do và một trong các bạn thấy cái tốt tám về mặt thế nào các bạn thứ nhất là cái bộ phận nào gần phim
thì cái ý phóng đài là như vậy, đây là cái tên ảnh sáng và cái phim cho nên ít bị phóng đài hơn, nhưng nó đứng khác. Cái này bạn tin là phía trước này thì tin bị phóng đài như thế được không? Cái hai đường số liên quan tới cái yếu tố về cái an toàn sàn, mà ví dụ tuyến thể giá phải đặt cùng mình ta tuyến thể cái đặt cùng chúng ta về thì ảnh hưởng đến cái sàn mà xuân cái này mà tiêu một cái tuyến thể mà thì nó phải xuyên qua cái đường hộp sò khá dài của mình này cho hàng nhiều tối đa và chúng ta chỉ phản xạ cái này mà đến sau được đây là thành viên đường sau được đây là gạch xương và đây là công thức tim chuyển từ lập phần bụng và phần mềm phần mềm đứng năm thì có nhiều cái lúc đó đứng năm bởi vì thông thường các bệnh nhân ở các phòng cấp cứu đứng năm không tự được cho bệnh nhân đứng năm nhưng mà thông thường nhất có nhiều cách các bạn cũng vậy thường nhất bạn thì các bạn thấy khi bệnh tư thế nằm các cụ tế này các bạn thì cái bả vai nó nằm ở trong tư phổ và nằm phía trong còn khi tư thế đứng chúng ta bổ chân chúng ta tách cái bả vai ra. Cái hai là cái tư đứng chúng ta phải không thấy cái bóng hơi dài dài đây các bạn tư thế nằm thì chúng ta không thấy hai cái quan trọng còn những cái khác thì cũng có mà nhưng mà thấy cái chiều hơi các bạn cái để đứng nằm rồi thì đó là chụp có nhiều thứ thế chụp phổ biến nhất là thế chụp thẳng đứng và nằm của chúng ta sẽ đọc hàng ngày về bà Vân có giới thiệu những khái niệm các bạn thứ nhất là năm tập độ các bạn thứ hai là hình trắng hình đen thứ ba là biển dài này. Đây là năm tập độ các bạn trên chiếc xuông các bạn tưởng tượng thế này có cái hình là chỉ có màu trắng và màu đen và có các màu sáng khác nhau ở đây cũng tương tự như bên CT các bạn chúng ta ở đây chúng ta có bốn năm tập độ các bạn khí mờ nước hay là mô mềm giống nhau xương kim loại và kim loại này có thể là do chúng ta phẫu thuật các bạn để các kim loại kim loại vào hoặc là các kim loại bệnh nhân bị mắc phải những mảnh đà mảnh thiết kế hoặc là chúng ta các cái dụng cụ cái này chúng ta sẽ giấu các cái dụng cụ can thiệp thì kim loại này như vậy khí mờ nước xương cũng tập độ các bạn cấu trúc nào cảm thấy nhiều thì trong tâm một trắng xương ít cảm thấy cho cho một đen khí như vậy đây là tầm độ của khí thì càng đến khí của khí màu đen màu đen này giống như màu đen phía ngoài này bên ngoài này nó có màu như vậy còn trong này là cồn chứa khí màu đen như vậy mờ nó màu sáng hơn rồi. Ví dụ mờ nhưng mà họ từ đó mờ màu sáng hơn nước hay là mô mềm đây các bạn cái này đây là vùng gan đây là vùng bóng tim rồi và xương đây là đồng đồ của xương đây của cẳng này về bộ cái màu các bạn cái phim là khí mờ nước xương cái này mô mềm nước là tương đương nhau các bạn ấy và chỉ có ý nghĩa tượng trưng về màng đồ xám hay đồ mờ thì cảm tiên thôi chứ còn thực sự hai này nó khác về ý nghĩa đồng đồ nước hay mô mềm từ nên tương đương mà chúng ta nhìn trên này mà chúng ta sử dụng cẳng thất thường ví dụ bên là đường thường khí là màu đen và bên này là bộ đen và những vật ở đây là bất thường so sánh hai bên thì hiện đây là bất thường thuộc loại đồng đồ gì các bạn mô mềm nước mô mềm các bạn bất thường có tương đương với đồng đồ nước và mô mềm như vậy bên này bởi vì cảm thấy nhiều hơn so bên này các bạn cảm thấy nhiều hơn so bên này như vậy cấu trúc nào cảm thấy nhiều thì đồng cái màu cảnh hơn các bạn nhưng mà trên này các bạn thấy ở đây là gan ở đây là xương sườn ở đây là xương đòn đã lý ra là cái gan mô mềm thì cảm thấy ít hơn xương đòn và cả xương đòn thôi đây này nó sáng hơn nó đen hơn so với này hay là xương sườn là chúng ta còn vấn đề này các bạn tức là đồ dày các bạn đồ dày cái gan chúng ta đi từ trước tới sau và còn cái xương sườn thì mỏng hơn các bạn vậy thì kiểu này nó mỏng tặng hơn so với xương sườn còn trên cái này vì sao cùng xương với nhau mà hai cái vỏ xương này nó thấy rõ các bạn còn vỏ xương ở vùng đây thấy rõ xương và sau này thì vỏ xương cũng có thể rõ đấy mà cùng đây thì có thể rõ vỏ xương mà trên còn đồn cao hơn không thật là dày hơn
dài hơn nữa, cạn hơn. Các bạn thấy bẻ như này các bạn, nếu mà tin ta đi đây các bạn, thì cái độ dày từ đây đến đây nó sẽ lớn cái độ dày của hai bên này các bạn, do đó thì cũng thấy được cái màn màu này nó cạn hơn. Các bạn thế này các bạn chọn các bạn tia đi từ bên này các bạn, qua khẩu bên này thì sẽ lớn, thường nó lớn hai lần cái này các bạn, và chúng ta có cái độ dày nhiều hơn. Đó là này trên score khoảng đây là vùng bất thường. Vùng này trên score mình gọi là tảng hơn, vùng mờ khoảng hình mờ. Hình này màu trắng này mình gọi là hình mờ, hay là hình tăng hình đồ vậy. Thông thường từ ta hay dùng là hình mờ. Cái chỗ màu trắng hơn các bạn, đây là vùng bình thường màu đen, đây là vùng trắng hơn thì tôi gọi là hình mờ. Còn khi đọc các bạn vùng này là vùng bất thường. Vùng này đen hơn vùng bình thường thì là vùng bất thường đen hơn thì vùng đọc là sáng hơn. Ví dụ có hình mờ ở vùng bụng ba giờ phổi trái, đây có hình sáng ở trường phổi phía bên phải. Vậy thì thông thường thì viết trong báo cáo thì chúng ta là mờ sáng, nhưng mà để về các bạn có dùng từ hình trắng hoặc đen và các bạn có khi các bạn viết không là hình mờ sáng, tức là mờ là trắng mà các bạn sáng là đen. Từ cái gì nhông các bạn nhé, trắng đen. Như vậy trắng với đen thì cái nào cảm thấy nhiều hơn các bạn? Đen à, là cái cảm thấy nhiều hơn các bạn. Đây tổ thứ đây là hình bất thường các bạn, rõ bất thường nằm bên nào các bạn? Bên phải. Bên phải hình trắng hay đen các bạn? Trắng. Hình trắng các bạn mờ thì là cảm thấy nhiều hơn bình thường thì chứ các bạn. Trắng mờ đen sao? Hình trắng tương đương với đồng đồ gì các bạn? Thì mờ nước xưa nước là mô mềm của bạn nhé, nước mô mềm, nước là mô mềm thì mờ nước xưa đây là đồng đồ của nước hay là đồng đồ của mô mềm thì cái này chú lên như vậy tính thu là phổi nó tăng độ cảm tí của cái vùng này so với cả vùng các cái phổi và là vùng này nó tăng hơn vậy các bạn thì được thường rồi. Còn liên quan đến hai cái này thì bạn nó cảm thấy nhiều hơn, cái vị khu này nó sẽ cảm thấy nhiều hơn các cái vùng bình thường khác, do đó là chúng tôi có hình nặng này. Đây là hình khối phổi và khối phổi. Tương tự bạn cái vùng bình thường thì nó làm hình bình thường, về vùng này cũng bất thường. Từ cái bạn vùng này càng hơn đen hơn các bạn, đen hơn thì tỏ là gì? Bạn cảm thấy nhiều hơn, ít hơn các bạn? Ít hơn. Cảm thấy ít hơn. Về chỗ đó chúng ta tăng lượng khí xuống đó, giảm cái lượng mô phổi, giảm lượng máu phổi xuống và vùng này là vùng tràn khí mạng phổi của bạn. Như vậy là chúng ta có tràn khí mạng phổi, chỗ dễ đọc của bạn, tràn khí mạng phổi. Và nghĩa là những quen của bạn, chúng ta vùng này chúng ta thấy máu xuống này của bạn. Hình này, cái vùng tròn này là vùng bình thường, cái vùng tên này là vùng bất thường. Như vậy hình A này các bạn, vùng bất thường là đen hơn là trắng hơn các bạn? Trắng. Vùng bất thường đen hơn là trắng hơn các bạn? Chứ mình phải. Đây là vùng T là chỉ vùng bất thường à. Vùng T này các bạn nhé, vùng T lớn mình. Còn đây là vùng bình thường, vậy vùng này là bất thường này là đen hơn trắng hơn các bạn? Đen hơn. Và vùng này là vùng bất thường và vùng bình thường. Như vậy cái vùng bất thường này là đen hơn là chỉ các bạn? Khí nhiều giảm mô phổi, giảm lượng máu tới phổi, giảm cái độ dày thành ngực và cái này là tay tàn khí mạng phổi. Đây là vùng bình thường, dưới đây là vùng bất thường các bạn. Vùng này vùng đen hơn là trắng hơn các bạn, trắng hơn cả tia nhiều hơn, đồng độ tương đương với là nước với dịch các bạn, hay là dịch nước hay là mô mềm, đồng độ ngang với là nước, cái từ nước mô mềm cũng nhớ các bạn nhé, hay là tôi dùng từ đồng đồ nước mô mềm các bạn nhìn nhé, đồng đồ nó tương đương với là đồng đồ của nước mô phỏng mô mềm. Vậy cái này chứng tỏ là nó có tăng cái lượng dịch, tăng cái lượng mô, tăng cái nhu mô phổi của này các bạn, cái này nó viêm phổi, viêm phổi là nó tăng cái lượng dịch để tiết vào và tăng mô viêm vào cảm thấy nhiều hơn và từ đó nó tăng hơn vùng bình thường các bạn. Đây là đen hơn, đây là trắng hơn so với vùng bình thường. Vậy chúng ta cần tìm các vùng để so sánh các bạn, thường chúng ta nhìn hai bên phổi, nhìn từng bên xuống dưới và chúng ta so sánh hai bên từng vị trí các bạn à, cái vùng thường hình này đúng không ạ? Hình này là vùng
nặng hơn các bạn, non luôn nên cũng đen hơn các bạn, nhưng mà so với cùng bình thường thì cũng khác biệt nhiều lắm. Hay là cái tôi gọi là hàng than các bạn, đây là ung thư phổi ngoài đường, hàng lao, ung thư phổi ngoài đường nó bóp cạn mù bên trong là ra các bạn, tiếp qua đường ra chúng ta coi là hình than, xung quanh là thành than, còn trong đây là cái đồ bị ngoài đường. Vậy trên hình chúng ta sẽ có cái than, trên hình có cái thành các bạn, thành có hình than, có than than làm đồ, hình mờ, còn cái trong này là thường hình sáng. Hình than này có thể gặp trong lao áp xuống phổi, trong lao là phải ngoài đường các bạn, ngoài đường nó có tất cả các chất dịch bên trong ra than lao hoặc trong u phổi ngoài đường các bạn, áp xe than lao u phổi ngoài đường cả cái nang sạc kém. Như vậy thì đó phần của họ các bạn, và cái này sẽ có năm phần đồ các bạn mà kỹ mở nước xương và kim loại, có cả cái đồng đồ xương, cái hình chúng ta nói là cái đồng đồ vũ khí và đồng đồ mô mềm, nếu mô mềm là quan trọng. Còn lúc nào cả thế giới có màu trắng thì cả thế giới có màu đen. Như vậy chúng ta so sánh hai bên để biết là bất thường, nặng hơn thì gọi là mờ hơn, đen hơn thì gọi là sáng hơn. Và phần thứ hai là chúng ta bằng giải phẫu của cái instrument. À, để cái nghiệm phần giải phẫu này thì các bạn thấy là chúng ta cần cái hình này là hình giải phẫu từ tất cả cấu trúc trên đường đi của tim, từ đồ đèn đến xin các bạn, thì nó tạo từ cấu trúc ba chiều thì nó chuyển thành mặt bằng hình ảnh hai chiều. Như vậy chúng ta bị chồng hình tất cả các bạn, các city và chúng ta là chồng hình tất cả các cấu trúc đi từ trước đến sau, chồng lên một hình hai chiều. Rồi chúng ta cần phân tích để cái này trong cái phim X-Form để phân tích. À, để cái gì thì tôi có thường bạn thấy có cái X-Form muốn học điện cầu bằng bản điện hình ví dụ trong cái cuộc Atlas các bạn, chúng ta mở hai hình ra lồng ngực để chúng ta nhìn hai bên đâu là tim, đâu là mạch máu, chúng ta so sánh hai bên để chúng ta học cái gì. Như vậy chúng ta thấy là một ba chiều bằng thì chúng ta dùng là hai chiều này và chúng ta học cái này là cố gắng kèm đó điền gọi là ban luôn hay điền luôn thế này các tổn thương của ba chiều này một. Ví dụ đây là cái tim của bạn, tim của bạn cái trung thất bên này gọi là quay đầu để chụp, và phổi bên này là thất trái, bên này là tĩnh mạch chủ trên các bạn là gì phải, thì bên này chúng ta chụp lên chúng ta thấy bên này là tĩnh mạch chủ trên gì phải, động mạch chủ lỗ phổi tiêu đi tất cả và thể tích chúng ta phải căng cái này các bạn, thì chúng ta mới có gì học bạn, còn đây là phổi, bên đây là phổi các xương thế này các bạn, đó là cái phần của phổi các bạn. Đầu tiên là đi phần ngực thì chúng ta bảo phần mềm và xương các bạn. Như vậy cái này là trong từ trước của sau cái đoạn cả, ở đây là phần mềm của thành ngực phía trước, thành ngực phía sau đều trồng lên này. Thành hình trước sau mà tương tự như vậy tất cả hai điều trong bên phía các bạn. Như vậy chúng ta có phần mềm ở vùng hòm thường đo các bạn, phần mềm vùng nách các bạn, phần mềm thành vùng bên tương tự bên phải bên trái. Đây là cơ hoành vòng hoành chỉ bên phải, vòng hoành bên trái. Như vậy phần mềm chúng ta nhìn từ một vòng thì các bạn hòm thường đo các bạn, vùng nách thành ngực bên, vòng hoành bên trái, vòng hoành bên phải thành ngực bên các bạn. Chúng ta nhìn tất cả phần mềm chúng ta lưu ý các bạn. Như vậy thì ở đây có gì bất thường đây không các bạn? Nhìn muốn bất thường chúng ta nhìn hai bên các bạn, xong chúng ta so sánh hai bên, nhìn vùng bất thường so với vùng bình thường bụi tên có thể bất thường bụi tên lỗ thường có bất thường đen hơn nặng hơn các bạn. Tặng nên các bạn đây có bất thường các bạn, đây là về trên nặng chính này có bất thường, trên cũng bình thường các bạn, bất thường bởi vì nó tặng hơn so với bình thường, thì tỏ vùng đây là có cảm thấy nhiều hơn, nhưng mà nhìn học nhìn thấy sinh lý bình thường các bạn, thì vùng này là cái vùng của cộng cơ cái ngực phụ nữ các bạn, ngực phụ nữ các bạn, cái đấy rất dễ nhầm các bạn, dễ nhầm chúng ta để đọc là viêm các bạn, viêm đại phổi, vô cùng đại phổi các bạn cũng có các bạn, mình nhầm từ đầu nào các bạn? Nhầm trên đầu cái này có mà dù các bạn gặp bệnh nhiều mà ví dụ ta bệnh nhân bị ung thư vú mà ta bổ cái này mà bổ cái này xong thì chụp phim á thì bên này bổ cái này bạn sẽ mất
phần mềm này, bên này nó sẽ là đen hơn là vùng bình thường, nó sẽ là nặng hơn các bạn đọc bình thường, bạn đọc bất thường. Bên này thì các cảm nhận chúng ta không biết về cái tiền sử dụng hay các cảm nhận đọc bên này bất thường. Ví dụ bên này các cụ xong bên này chúng đọc là viết hãy thổi cái bên bình đại này, nhưng mà bên bình thường đó là phần mềm của bạn lưu ý. Cái phần mềm thứ hai các bạn nhớ là đây là cái vòng hoành bên trái, vòng hoành phải dưới này là cái gan các bạn. Gan này là đồng đồ của nước và phần mềm các bạn nhé. Gan hình thế này các bạn. Vậy nếu có cái này là bất thường gì các bạn? Đây có bất thường mà. Đây là bên trái, bên phải và đây có gì bất thường các bạn? Đồng đồ gì các bạn? Đồng đồ vũ khí. Đây là của gan, đây là đồng đồ vũ khí, cho nên chúng ta đi mà. Liềm hơi chứ các bạn. Hay là tàn khí ổ bụng các bạn. Các bạn nhìn thấy trên chứng ngực thì chúng ta cũng đọc này khá tốt các bạn ấy. Chứng ngực cho chúng ta đọc này là khá tốt bởi vì mình đến biểu tượng tương tự đứng. Thì hơi nó sẽ tạo như này để cho chúng ta thể làm liền hơi các bạn. Trong sự thật đồng. Thế các bạn là đến các xương xương các bạn. Các xương các bạn. Xương ức với sự sống nằm lúc này rất khó đọc bởi vì nó trong các trung thân cũng đọc thì chúng ta thường đọc rất nghiêng. Và một cái lượng mà con cũng là chúng ta có các cuộc sống phía dưới thế gì bạn, đây là sự đòn của sự bả vai và các sự sườn. Thì sự sườn thì chúng ta lưu ý chúng ta đến các sự sườn và chúng ta đến bắt đầu từ sự sườn nhiều cách để bạn. Đây là cũng có sự sườn bình thường bạn, đây là cung sao, đây là cung trước của bạn. Ví dụ sự sườn khác, đây là cung sao bạn trước, về đây cung trước thường nó to hơn bạn. Cái cung sao mình kẻ dọc thế dưới này còn dài hơn. Cái cung sao chúng ta nhìn rõ ra thì dọc cả cung sao của sức sườn, còn cả cung trước của bạn. Thì chúng ta ít thấy rõ hơn sau cung sao. Các xương sườn có cả cả bên rồi chúng ta ít thấy cả xương sườn. Để đến chúng ta thường bắt đầu từ số cái tổ sống ngực một trên này khoảng ngực một là nơi mà có sức sườn số 1 ra sức sườn đầu tiên. Chúng ta đi vào này ta đối với tổ sống số 1, ngực 1. Như vậy chúng ta một xong rồi chúng ta tiếp số 2. Tiếp là sự sườn số 3 cung sao cung trước, sự sườn số 4 cung sao cung trước của bạn, hoặc là chúng ta đến riêng các bạn số sao cung sườn sao cũng được, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8, số 9, hoặc là đến cung sườn trước số 1, số 2, số 3, số 4 của bạn. Như vậy các bạn, đó là cách chúng ta đi vòng mắt, chúng ta đi vòng mình và để nhìn bờ xương ở thế này đường nó đều đặn liên tục và biến mất liên tục trong cái thương gãy của bạn, gọi là các u các bệnh lý gãy. Đây là xương sườn số 6. Cái này là quan trọng của bạn này, cái này dù là nhau gãy xương mà mấy mấy đá mấy 12 trăm mấy sườn mắt của u và 23 thì đây là mấy xương của bạn, thì vấn đề này cẩn thận của bạn. Đây là cung sao đấy các bạn, cung sao số mấy các bạn? Hai ba bốn, dựng được bốn mấy rồi? Bốn một hai ba bốn năm à. Để các bạn một các bạn này, một đây này phải không, một đây này. Vậy đây là hai à. Một là cái này các bạn à. Vậy đây là hai, đây là 3, đây là 4, đây là 5 rồi. Để kết rồi. Tương tự các bạn, ví dụ đây là cung sao được sự 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 là cung sao các bạn, sự 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 mấy các bạn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Mấy các bạn? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Được chưa? 1 đây các bạn. Vậy đây là 2, đây là 3, đây là 4, đây là 5, đây là 6, đây là 7. Như vậy đến phổi, về thủy phổi của bạn thì chúng ta có là thủy phổi bên phải, thế phổi bên phải, đây là phổi bên trái. Bên phải chúng ta có 3 thủy và thủy trên, thủy giữa, thủy dưới, thủy trên, thủy dưới. Những cái này, các cái vùng này thường chồng với nhau và cái này những hình các bạn hơi bị hơi gọi là transparent của bạn này là cái này trên này là thủy dưới nó lên vào trên này các bạn, thủy dưới nó lên vào trên này các bạn. Như vậy ở vùng đây các bạn là có thể gặp thủy nào các bạn, thủy dưới rồi có thủy nào nữa các bạn, thủy dưới có các bạn này, thủy dưới có thủy dưới có tương tự trọng. Đây là cái chữ đọc vị trí lưu ý
đọc tùy để thì sao các bạn thường nghiên cứu nghiên là ta đọc được tùy. Còn những gì nhìn một phim thì có số vị trí chúng ta đọc đúng, còn có số vị trí thì ta dễ có ở dễ trong ví dụ trên này là chắc chắn là phía trên các bạn, hoặc là dưới đáy này chắc chắn phía dưới các bạn, nhưng mà các vùng cả phía dễ để chồng và lưu ý. Thứ bảy hôm nay là tùy điều các bạn. Tùy điều này nếu mà không để ý thì chúng ta có thể đi trong vùng cả phía phía dưới đó là tùy phồn. À, khí thực quản, khí thực quản trên giữa khí nó có màu đen các bạn. Vậy các bạn thấy hình đen này các bạn, đây là khí quản. Nếu còn góc phía bên phải, nếu còn góc phía bên trái, cái này cũng phải tìm cửa sổ để được cản đường các bạn. Khí màu đen này. Nhưng các bạn nhớ đường đen mà có trồng chúng ta hay dùng trong góc sạc và đây đường đen này các bạn. Cái đường đen dừa này các bạn, cái đường dừa này các bạn. Đây là khí quản giữa khí màu đen. Trong một số bệnh lý chúng ta sẽ lợi dụng hình ảnh này để đọc ví dụ như xe phổi. Thì nó sẽ kéo cái khí quản qua quả. Hoặc là một số u phổi tăng những u phổi nó sẽ đẩy khí quản sang bên kia quả. Thì nhớ đây là khí quản màu đen này quả. Khí quản màu đen và màu đen mà dường ở trong cung thức đen này quả. Các đường dần khí phổi ấy, thì chúng ta sẽ thấy và có hơn và nó có thể có hình ấu hình tròn. Nếu như chúng ta nhìn một cái hình động mà chúng ta nhìn song song trục ấu hoặc là một cái hình song song với nhau, hai đường sẽ thông nhau và nó thành một cái phế quản của bạn để chúng ta nhìn vuông góc nó trục không. Đây là các cái hình mà của các cây khí thực quản thấy phổi đen được các cái cấm đen này và các đường đen này các bạn là các đường của các cái phế quản trong phổi. Về mặt máu mặt có phổi thì trong này thì cũng có đồng mạch và thần mạch của bạn, thật sự thì chúng ta cũng có cách phân biệt cái nào đồng mạch thần mạch là chân hình, nhưng mà cái hình chưa đồng thì các bạn còn nhớ hình mạch máu chứa máu chứa dịch, do đó nó sẽ có màu trắng các bạn. Thì đây là các đường của máu, các đường của mạch máu đấy các bạn. Mạch máu các đường là hình mờ các bạn, đặc điểm của nó là gì mà đặc điểm là trong thì lớn càng ra ngoài thì nhỏ lại thành phân nhánh các bạn. Đây là phân nhánh các phân nhánh mạch máu rồi. Đây các bạn trong càng đường lỗ phổi thì nó càng lớn ra ngoài thì nhỏ dần thành phân nhánh, rất là hình trắng. Thì đây là các mạch máu phổi của mình. Đây là các mạch máu phổi. À, trung thân. Trung thân thì chúng ta thường có thể các đường bờ thân bờ thân. Như vậy cái bộ trên bàn đầu tiên thì bên trái hay bên trái cho đến phải các bạn. Trung thân đầu tiên là chúng thấy là đây là cái bên này các bạn, bên này là gì đây các bạn? Động mạch chủ hay là quai động mạch chủ đấy các bạn. Đấy động mạch phổi. Đấy tiểu nhị trái thân ta. Như vậy tương tự với này các bạn, tương tự với này chúng ta có màu vàng đầu tiên là quai động mạch chủ hay đốt động mạch chủ, thế đến được là động mạch phổi đến của tiền nhĩ và đến thân ta. Chúng ta nhìn thấy này các bạn này, động mạch chủ, động mạch phổi, tiểu nhĩ, thân ta. Như vậy tương tự những này các bạn tưởng tượng có đường lồi ra là của động mạch chủ, động mạch phổi, đây là vào đây chủ các bạn.